Vâng, xin chào các bác anh em nhé. Lâu rồi thì bên em mới làm lại cái video về dây rửa xe và máy rửa xe. Thì hôm nay bên em về rất nhiều dây rửa xe nhé. Em tháo em mở ra đây cho anh em thấy là giới thiệu cho các bác anh em là đây là dây 20m này và dây 30m. Dây 30m thì quận nó sẽ tròn mà nó to đùng như này luôn. Riêng cái quận này thì nó đã gần 3kg rồi. Đấy. Dây rửa xe hai đầu bằng nhau, tức là hai cái đầu ren này nó bằng nhau nhá. Để anh em thấy vào đầu nó không ạ? Hai đầu ren 22 ni bằng nhau. Đây là quận 30m này. Đấy, và đây là súng này, súng ngắn nhưng mà ren của nó là vẫn là ren 22 ni nhá. Đây mình lắp vào đầu dây và một đầu này thì sẽ lắp vào súng và máy rửa xe. Đấy, súng này. Súng cho dây rửa xe và máy rửa xe này. Đây là cút nối đồng, tức là cút nối đồng này thì nó sẽ nối hai cái dây này vào nhau. Đấy, cái đầu đồng này nó sẽ nối hai cái đầu dây này vào nhau. Đây, hướng dẫn cho anh em. Cái đầu đồng này nó sẽ nối hai cái đầu dây này vào nhau này. Đấy, lắp vào xong là mình lắp vào cái đầu này bên này là mình xoay vào thôi. Đây là cái đầu đồng để mình nối hai dây với nhau nhé. Đây. Đây là dây 20m này, quận rất to này. Riêng cái quận này đã hơn 2kg rồi này. Đấy, quận này thì hơn 3kg này. Hôm nay em thanh lý tất cả dây rửa xe toàn quốc cho anh em nhé, miễn ship toàn quốc luôn. Thì cái đầu đồng này thì ở ngoài thị trường nó đang bán là 20.000 một đầu đồng này. Dây rửa xe này là 20m thì thanh lý cho các bác anh em là 190.000. Đấy, còn dây 30m. Dây 30m nó to hơn, nó nặng hơn và nó dài hơn thì thanh lý cho anh em là 290.000 đồng là miễn ship. Đấy, cộng thêm súng. Súng anh em mua lẻ này, súng này thì có 95.000 đồng thôi. Đấy. Tất cả phụ kiện về máy rửa xe bọn em đều có nhé. Ví dụ là súng rửa xe này, dây rửa xe này, đầu đồng này để nối với các vào nhau ở các cái phụ kiện. Đầu rửa xe cũng có. Thì bọn em rất là nhiều. Thì các bác anh em nào muốn mua phụ kiện về máy rửa xe thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình hoặc là check Zalo nhắn tin cho em nhé. Nhiều khi em đang có việc hoặc là như nào anh em cứ nhắn tin Zalo cho em là tôi muốn mua dây rửa xe thì bên em sẽ tư vấn cho anh em. Đấy, xin báo giá lại cho anh em là cái dây 20m này thanh lý cho anh em là 190.000 và cái dây 30m này là xả kho luôn là 290.000. Em miễn ship toàn quốc cho anh em. Đấy, nhận hàng mình kiểm tra để mình thanh toán. Thì nó cũng không đáng bao nhiêu cả, nó chỉ nó tương ứng với khoảng 10.000 trên 1 mét dây thôi. Ví dụ anh em mua cái dây 20m này thì 10.000 trên 1 mét dây thì anh em mua có 190 thôi. Còn đây là dây 30m thì anh em có mua có 290 thôi. Nó còn chưa đến 10.000 1 mét dây. Các cái đầu này thì người ta nhà sản xuất người ta đã dập hết vào rồi, là mình về mình sắt xoay vào súng và vào máy rửa xe mình xịt thôi. Đấy, súng rửa xe này. Đấy, súng rất là xịn nhá, rất là ngon nhá, không phải là những cái dòng súng rẻ tiền đâu. Đây. Đấy, các bác anh em nhìn thấy khẩu súng nó rất là đẹp. Đấy, các bác anh em mua dây rửa xe, súng rửa xe, phụ kiện của máy rửa xe thì liên hệ với em theo hai số điện thoại ở trên màn hình là 0975 842 993 nhé và 0326 548 330 nhé. Các bác anh em nhìn cái quận nó 30m nó to như thế này. Đấy, 30m nó to như thế này luôn, nặng hơn 3kg mà anh em bảo là tiền ship thì nó cũng 3-40 rồi. Mà bọn em bán cái dây rửa xe thì cũng có được lời lãi bao nhiêu đâu. Đúng không ạ? Là kết nối anh em mua hàng thôi chứ chả được lời lãi bao nhiêu. Còn đây là quận 20m này. Đấy. Đợt này dây rửa xe nó làm rất to, rất đẹp nhá. Và rất là chắc chắn nhá. Xây cái này nó là 4 lớp bọc sợi thủy tinh này. 4 lớp bọc sợi thủy tinh này. Đấy. Rất là dẻo nhá. Anh em mua dây chục quận về hoặc 2-3 quận về mình rửa sân vườn chuồng trại này. Có làm. Mình tưới cây, các quả đồi trên đồi mình tưới cây, mình nối dài mình nối tưới cây nhá. Đấy, các bác anh em mua dây rửa xe thì liên hệ với em theo hai số điện thoại ở trên màn hình nhé.